khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Dùng tôi ô số 4 đi ạ. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Hay không?
Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi số 2 ạ. Như vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau. Panasonic. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, để quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 3. Và ô số 5. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình ở phòng thi đặc biệt. Phòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Phòng thi đặc biệt bắt đầu. Ở vòng thi đặc biệt bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.
Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số năm. Và bạn đã trả lời.